Ông Vương Lập Quân ra tòa, tên từ Thành Đô. Cựu cảnh sát trưởng, người đã tiết lộ vụ bê bối chính trị lớn nhất tại Trung Cộng trong 2 thập niên qua, đã phải ra tòa với cáo buộc tìm cách trốn sang Hoa Kỳ. Ông Vương Lập Quân, 52 tuổi, cựu giám đốc công an Trùng Khánh, đã vén bức màn vụ bê bối vào tháng 2 vừa qua khi ông chạy trốn vào lãnh sự quán Hoa Kỳ. Tại đây, ông đã tiết lộ về vụ giết người dẫn đến sự sụp đổ thế lực chính trị của một trong những chính trị gia cao cấp và đầy tham vọng của Trung Cộng là ông Bạc Hy Lai. Trong vòng 2 tháng sau đó, ông Bạc đã bị cách chức bí thư Trùng Khánh. Vợ của ông là bà Cốc Khai Lai đã bị cáo buộc tội đầu độc doanh nhân người Anh, ông Nao Haywood. Bà Cốc đã bị tuyên án tử hình treo. Ngoài ra, ông Vương cũng đã bị cáo buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền. Phiên tòa chính thức bắt đầu vào ngày hôm nay tại Thành Đô. Tờ báo Telegraph trích lời bà Vương Uẩn Thái là luật sư của ông Vương Lập Quân cho biết, phiên điều trần đã được bí mật tổ chức vào ngày hôm qua về 2 tội đào tẩu và uống công pháp luật phục vụ mục đích riêng của mình. Các chuyên gia Trung Cộng cho biết, cáo buộc có ý định đào tẩu tương đương với tội phản quốc và có thể phải lãnh án tử hình. Tuy nhiên, một số các chuyên gia dự đoán, thay vào đó, ông Vương sẽ phải chịu một bản án tù dài vì ông đã được cho là đã hợp tác với các nhà điều tra.